Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với nhau phần tìm x trong cái phần ôn học kỳ 1 toán lớp 6. Tìm x thuộc Z nhá, chú ý là thuộc Z. Z là tập hợp các số nguyên, nhớ chưa nào? Z là tập hợp các số nguyên có 0 này, cộng trừ 1 này, cộng trừ 2 này, cộng trừ 3 này, vân 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 vân, tức là có cả số dương và số âm. Rồi, tiếp tục. Với cái bài có cả ngoặc vuông này, ngoặc đơn này, bình phương này, bình phương này, dấu âm này thì phải cẩn thận những cái chỗ nào? Bình phương. Bình phương là phải cẩn thận. Vì sao? Vì là bình phương sẽ có hai trường hợp khi tìm x. À, bình phương sẽ có hai trường hợp khi tìm x. Ví dụ như là x bình phương mà bằng 4 thì phải nhớ là x ra bao nhiêu? Thì x bằng cộng trừ 2. À, cộng trừ 2. Vì lý do nào? Vì, vì sao? Vì hai bình phương thì ra mấy nào? hai bình phương thì ra mấy? Hả anh? hai bình phương thì ra 4. Thế âm 2 bình phương Âm 2 bình phương thì tính như thế nào? Âm 2 bình âm phương 2, thì tính 2. như thế nào? Thì là âm 2 nhân với âm 2 và kết quả âm nhân âm thì ra yeah. ra dương vậy nó vẫn ra dương 4. Như vậy bọn con nhớ là phải có hai trường hợp. Và cũng chú ý là âm 2 bình phương thế nó khác với lại âm của 2 bình phương. Âm 2 bình phương là bình phương cả cái dương âm. Còn cái này là bình phương mỗi số 2 thôi cái này ấy là bình phương của cả dấu âm đây này như thế này này thì là ra 4 nhưng cái âm này là âm ở ngoài. Là Còn đây là hai bình phương tức là âm ngọc xong rồi mở ngoặc là 2 x 2, 2. 2 vậy kết quả phải ra âm 4. âm 4. Đấy, đây là những cái chú ý trước khi mình làm bài này. Thế bây giờ vào bài thì bây giờ con tính chỗ nào trước? Ờ, tính bên này trước nào. Thì âm 4 bình phương ra bao nhiêu? 16 x 10. 16 x 10 viết âm 16 là sai. nhá. Thì chỗ này chép lại đề thôi. x cộng 2 bình phương chữ 20. Rồi, thế tại chép lại đề. Thì bên kia ra bao nhiêu? Bên kia ra 16 nhân 10 sẽ là 160. 60 rồi. Thế đây là phép nhân. Vậy thì cái ngoặc này đóng vai trò là thừa số chưa biết. Vậy cái ngoặc này sẽ được tính thế nào? 160 chia 2. Đúng rồi, 160 chia 2. Muốn tìm thừa số chưa biết Thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết Vậy là x cộng 2 bình phương Trừ 20 sẽ bằng 80, 80. Rồi ok Đây đóng vai trò là số gì? Số bị, số bị trừ Đúng rồi Số bị trừ Trừ đi số trừ Thì ra hiệu Vậy muốn tìm số bị trừ Thì ta lấy 80 cộng 20. Hiệu Cộng với số trừ Rồi thì x cộng 2 Bình phương chỗ này ra 100 Và đến đây là lúc cần phải chú ý Có hai trường hợp Bởi vì ta nháp ra đây là 100 thì nó bằng cái gì bình phương? 10 bình phương, 10 bình phương. Và nó cũng bằng cả trừ 10 bình phương Như vậy sẽ phải có hai trường hợp về bình phương Mà ra được 100 Vậy ta ghi vào đây cho thầy Trường hợp 1 X cộng 2 bằng 10 Xong chúng ta ghi trường hợp 2 X cộng 2 bằng âm 10 Thế x cộng 2 bằng 10 thì tính x bằng mấy? x bằng 10 chứ 2 bằng 8 Đúng rồi, x bằng 10 chứ 2 bằng 8 Thế còn dưới này x bằng? x bằng 10, âm 10 chứ 2 bằng âm 12 Âm 10 chứ 2 bằng âm 12 Muốn tìm số hạng chưa biết Thì ta lấy tổng trừ số hạng đã biết Tổng trừ số hạng đã biết Kết quả cuối cùng mình ghi vào đây Vậy Vậy X bằng 8 Chấm phẩy X bằng Âm 12 được chưa? Rồi, xong. Đấy.